Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. Xin chào mọi người, mình là Vi đây. Ngày hôm nay là thứ ba và mình có một lịch hẹn với ngân hàng nên có dịp lên Frankfurt. Phần là để lo cho công chuyện một tí, phần là để đi dạo một chuyến. Và mình sẽ chia sẻ chuyến đi này với mọi người trong video lần này nha. Ok, đi thôi. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. Để chuẩn bị cho chuyến đi thì mình đã dậy thật sớm, đón chuyến xe bus tầm 6:30 để đến bến ga tàu chính cho kịp mua vé và ăn sáng. Với các chuyến đi và về ở trong ngày thì mình hay mua ngay ở cây bán vé. Như vậy thì sẽ mua được vé không giới hạn số lượt đi và về, và tối đa một vé là 5 người. Nhìn chung thì giá vé sẽ rẻ hơn và thoải mái cho thời gian đón tàu hơn. Anywhere, it's up to you. New York, New York. I'm going through a phase, I'm feeling kinda low. I never leave the house, but I'm not home. Can't tell if I'm awake or living in a dream. A caterpillar drifting down the stream. I just wanna fly away, but I can't seem to get my feet up off the ground. Everything is turning upside down. Maybe we're just butterflies. Nächster Halt, Scheid. Bitte achten Sie beim Ausstieg. Hello, hello. Lại là mình đây, nhưng mà không thu được giọng nói vì tàu hơi ồn. Đại khái đoạn này mình nói là vì một số lý do nên mình ít đăng video hơn. Mà cái chính là do lười và ngại quay và hơi mắc cỡ một tí. Nhưng mình hứa sẽ chăm chỉ từ giờ. À, với cả là đang dịch nên đi đâu cũng nhớ phải mang khẩu trang nha mọi người. Ok, bây giờ thì mình ăn sáng một tí và khi nào đến Frankfurt thì mình sẽ cập nhật tình hình nha. Underneath my wings and I'm alive again. Seeing everything through a new lens. Maybe we're just butterflies, butterflies. Going through a chrysalis. Don't you ever wonder why. Hiện tại thì mình đã đến Frankfurt rồi và cũng gần đến giờ nghỉ trưa của ngân hàng nên là mình sẽ đi ăn cái gì đó để lót bụng trước. Đây là quán bánh mì mà mình thấy nhiều người Việt review là ngon nên mình cũng ghé vào ăn thử. Mà công nhận ngon thiệt luôn á. Gần hơn nửa năm rồi mình chưa ăn lại bánh mì ổ. Ở Việt Nam thì mình thích ăn bánh mì tiệm Những Chàng Trai gần Metro quận 12. Không biết các bạn thì sao? Bánh mì ở đây thì hơi ít thịt một tí xíu, nhưng mà pate với bơ thì rất là béo và nhiều đồ chua nên ăn không có bị ngán mà rất là ngon. And I don't wanna be lonely when winter is
freezing and twist out to bold. And I don't wanna be sitting alone in a room that just filled with my soul. Thời tiết Frankfurt hôm nay hơi ẩm ương. Nhìn trời thì bão bùng mưa gió, muốn thổi bay hết cái ổ bánh mì trong bụng mình ra. Thì 5 phút sau trời lại nắng. Nắng đâu đó được 1-2 phút thì mưa lại ào xuống. Mình chạy vội đi kiếm chỗ che mưa thì trời bắt đầu lại nắng lại. Mình chỉ mới đi Frankfurt được 2 lần thôi, nhưng mình thấy Frankfurt khá là hay, nhất là ở mảng kiến trúc và quang cảnh. Mặc dù đây là một thành phố công nghiệp, Frankfurt vẫn còn giữ được nét cổ kính và kết hợp nó với các tòa nhà cao tầng. Nếu có dịp đi dạo ở đây thì mọi người sẽ thấy một bên là các tòa nhà hiện đại, còn một bên là những ngôi nhà mang phong cách cổ điển. Started a year with a drop of romance. Cause I came to this place looking for a familiar face, and that's when I met you. Cause you don't know me and I don't know you. Sau buổi ăn trưa gánh mì xong thì mình bắt đầu đi lên ngân hàng, nộp giấy tờ vèo vèo, xong xuôi thì mình đi dạo phố một tí, rồi lại mua vài ba cuốn gỏi cuốn để ăn xế. Không biết là do lúc nào mình cũng cảm thấy đói, hay do đồ ăn Việt Nam lúc nào nó cũng ngon, nên ăn cái nào cũng thấy ngon miệng hết trơn. Cappuccino is what matters me, and the way you came toward me dragging your feet, and I just smiled at you. Run, run, don't trail behind, keep moving, the beast won't stop till we're dead. All the scrapes on our knees will tell you where we've been, where we have played. How we played, in the autumn days, cùng mình kết thúc một ngày bằng một ly trà sữa matcha. Chọn ngồi kế bên dòng sông Man, một nhánh của con sông Rhine, dòng sông lớn nhất châu Âu, chảy dài từ Thụy Sĩ, Pháp, Đức, Hà Lan. Bao nhiêu tinh túy là nằm ở đây chứ đâu. Searching for something bigger than we're all able to find. All we play in the autumn days. Frankfurt đón mình theo phong cách bão bùng thì lại chào tạm biệt bằng một cái nắng nhẹ. Bản thân mình vẫn luôn thích những chuyến đi cực ngắn, sáng đi chiều về như vậy. Không cần phải lên plan trước, cũng không cần phải tính toán ở đâu, đi địa điểm nào. Sau một kỳ dài lang thang thì tối vẫn có thể đặt lưng ngủ ở chính căn phòng của mình. Tất nhiên là mỗi chuyến đi,
dù ngắn hay dài, đều sẽ có mục đích riêng, cái hay riêng và cho mình những trải nghiệm khác nhau. Mình cũng rất mong đợt dịch sẽ qua thật nhanh để mình có thể có một chuyến đi dài vòng vòng châu Âu ở một ngày không xa. Thôi thì mình xin khép nhẹ video ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và nhớ like, subscribe kênh của mình vì mình sẽ xin ra video mới hơn trong thời gian sắp tới á. Bye bye nha. Bye bye.